nhưng quả biết cay, ngày tàn của những kẻ trông cậy BNC Bull đã đến gần. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay là ngày thứ nhất trong tuần, ngày xuân giai thờ thần mặt trời Giê-xu. Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm lời tiên tri của Giê-xu sao Mai như sau. Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc, vì xem quả thì biết cây. Matthew 12:33. Ngày hôm nay, chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa hai nước Nga, Ukraine và các nước Âu Châu với nhau. Nói về đức tin, họ là anh em của nhau, họ như nhiều quả trên cùng một cây. Và về tâm linh, họ cũng là anh em của nhau, bởi các nước này họ có một đặc điểm chung, đó là đều thờ chung một mẹ của chúng, đó là nữ vương trên trời cao, hay còn gọi là nữ thần sinh sản. Nhưng do có chứng kiến duyên không tuân phục mệnh lệnh của mẹ nó, chúng tự tách ra làm theo ý mình, nên chúng không được mẹ chúng thừa nhận, nên người ta thường gọi chúng là những đứa con hoang. Những đứa con hoang này, chúng sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể, nhưng ở đây chúng ta chỉ nhìn những đứa lớn. Quả lớn đó là chính thống giáo, tin lành, anh giáo, công giáo, Jehovah giáo. Chúng có một đặc điểm chung, đó là đều tôn thờ Giê-xu sao Mai, đứa con của sáng sớm, là chúa tể của mình. Những đứa con hoang này chúng như những cây độc sinh trái độc, chúng mọc ra khắp đất, nếu ai lỡ mà ăn phải sẽ chết về mặt tâm linh, tức là ở đây chúng sẽ không còn ơn soi dẫn từ Thiên Chúa nữa. Những lời chúng nói và viết ra dắt lung tung, hâm hẩm như những kẻ lãng trí, tâm trạng chúng dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, hung hăng, rồi rơi vào những tranh cãi triền miên không lối thoát như xưa kia chúa của chúng Giê-xu đã mắc phải khi tối ngày tranh cãi với người Pha-ri-seo. Người ta thường nói chiến tranh và những tranh cãi thường đến từ ma quỷ. Thật vậy, ngày nay nhìn những đứa con hoang và hàng ngàn hội thánh chúng ứng nhau ngày đêm, thì quả thật, những lời tiên tri của Giê-xu sao Mai đã ứng nghiệm. Người ta thường nói quả độc sẽ sinh trái độc. Ngày xưa Giê-xu vì nhờ cậy vào Beelzebul mà đuổi quỷ nên thường dư vào những tranh cãi triền miên không lối thoát bao nhiêu. Thì ngày nay cũng vậy, những đứa con hoang tôn thờ và trông cậy Giê-xu chúng cũng sẵn sàng lao vào nhau ứng nhau suốt đầu mẻ chán, cũng chỉ vì tư lợi và cái tư tâm tối của mình. Quả thật, không ai trông cậy vào Beelzebul mà có được bình an. Quả thật, nhìn quả biết cay, hơn bao giờ hết, ngày tàn của chúng đang đến gần.